Nhật Bản đổ bộ thành công lên mặt trăng. Tàu đổ bộ thông minh nghiên cứu mặt trăng SLIM của cơ quan thám hiểm không gian Nhật Bản JAXA đã đi vào lịch sử của ngành hàng không vũ trụ nước này với việc đáp xuống bề mặt mặt trăng vào khoảng 22h20 ngày 19 tháng 1 giờ Việt Nam. Như vậy, Nhật Bản là nước thứ 3 đưa tàu đổ bộ lên mặt trăng trong thế kỷ 21 và là nước thứ 5 thực hiện điều đó kể từ sứ mệnh Luna 9 của Liên Xô vào năm 1966. 20 phút nghẹt thở SLIM biệt danh xạ thủ mặt trăng vì được trang bị công nghệ chính xác cao, bắt đầu hạ cánh xuống mặt trăng vào 22 giờ ngày 19 tháng 1 giờ Việt Nam. Việc khởi động quá trình giảm tốc để đáp xuống mặt trăng diễn ra bằng cách nhẹ thở, trải qua 20 phút thật nhẹ thở. Đài CNN dẫn lời ông Kenji Kusuki, một trong giám đốc dự án. Trong quá trình đáp xuống mặt trăng, Slim sử dụng công nghệ định vị dựa trên hình ảnh mà ra JAXA gọi là mắt thần. Tàu đổ bộ liên tục chụp ảnh bề mặt mặt trăng và nhanh chóng xác định vị trí chính xác trên bản đồ mặt trăng, từ đó tự động điều chỉnh hành trình để hạ cánh xuống nơi đã định. Giám đốc Kushiki cho hay, trong những thời khắc cuối cùng của nỗ lực đáp, tàu đổ bộ Slim liên tục bị trọng lực kéo về hướng mặt trăng, buộc các động cơ trên tàu phải vận hành không ngừng nghỉ để duy trì tốc độ ổn định nếu muốn đáp êm như dự kiến. Với kích thước 2,4, 1,7, 2,7m, trọng lượng 200kg, tàu đổ bộ cỡ nhỏ của Nhật Bản được thiết kế để thực hiện các cú đáp chính xác cao xuống một vị trí cụ thể trên bề mặt trăng. Những sứ mệnh đổ bộ khác bao gồm các phi thuyền Apollo của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cũng đáp xuống mặt trăng với độ chính xác cao. Tuy nhiên, ra xa hy vọng có thể đưa các tàu robot cỡ nhỏ đến mặt trăng với trọng lượng nhẹ và chi phí thấp hơn. Hành trình của tàu đồ bộ Nhật Bản Tàu đồ bộ Slim được phóng vào không gian từ tháng 9 năm 2013. Sau khi rời khỏi địa cầu, Slim khởi động hệ thống đẩy trên tàu để thực hiện các cuộc hành trình đến mặt trăng. Vào ngày Giáng sinh 25 tháng 12 năm 2023, con tàu thành công tiến vào quỹ đạo hình bầu dục xung quanh mặt trăng. Kể từ đó đến nay, Slim thu hẹp khoảng cách với bề mặt mặt trăng và đến tối qua đã thành công xuống phía nam của nơi gọi là biển của sự tĩnh lặng thuộc Nam Cực, cũng là nơi phi thuyền Apollo 11 đổ bộ năm 1969. Theo NASA, Slim đáp xuống vị trí đã định với bề ngang 100m để so sánh phạm vi đổ bộ dự kiến của tàu tư nhân Parajiner do công ty Astrobotic của Mỹ sản xuất là khu vực trải rộng đến vài km. Tuy nhiên sau khi rời bệ phóng ngày 8 tháng 1, tàu Parajiner đã bị sự cố nghiêm trọng gây thất thoát nhiên liệu và buộc phải từ bỏ nỗ lực tiếp cận mặt trăng tờ Paragina đã rơi lại khí quyển trái đất trước khi bốc cháy trên Thái Bình Dương ngày 18 tháng 1. Không giống như những sứ mệnh robot gần đây, Slim tập trung khảo sát địa điểm gần hố va chạm gọi là Shioli thuộc phạm vi của khu vực gọi là biển Nesta. Đây là nơi các nhà khoa học nghi ngờ được hình thành sau hoạt động núi lửa cổ đại. Nỗ lực nghiên cứu kết cấu đất đá ở khu vực này có thể giúp giới khoa học khám phá nguồn gốc của mặt trăng. Sau khi Slim lắp xuống địa hình đá và hiểm trở, ra xa dự báo thành công của sứ mệnh này có thể mở màn cho những sứ mệnh tương lai nằm ngoài mặt trăng đến những hành tinh có điều kiện khó khăn hơn.